Vũ Nhân, kính chào quý vị khán giả đã truyền hình XBTN. Thưa quý vị, đã đến lúc chúng ta cùng đến với nhau để yêu thương và bảo vệ lẫn nhau. Đó chính là chủ đề của chương trình ca nhạc hát cho tình yêu Stop the Hate, được bảo trợ bởi tổ chức Bắc Vụ Lợi Bên Em Đang Có Ta, đài truyền hình XBTN. Chương trình cũng được phát trực tiếp trên đài truyền hình XBTN, XBTN 57.22, XBTN YouTube, XBTN Facebook, XBTN Go. Chương trình với sự tham dự của các ca nhạc sĩ nổi tiếng tại hải ngoại từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối Chủ nhật ngày 1 tháng 10 năm 2023 tại Grand Chantimore, thành phố San Jose, với sự tham dự của hàng ngàn khán giả tại Bắc California, từ Hawaii và các nơi say mê thưởng thức. Theo nhận xét của nhiều người, đây là một đêm âm nhạc có 102 từ trước đến nay tại San Jose. Chương trình quá tuyệt vời. Vũ Nhân kính mời quý khán giả chia sẻ tâm tình của nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Việt Khang, sứ ngôn viên Diệu Quyên cùng những người có mặt trong đêm âm nhạc hôm nay. Love you, San Jose. I love you, San Jose. Kính thưa quý vị, chương trình Stop the Hate, hát cho tình yêu. We love San Jose. 23, từ đài truyền hình SBTN. We shall be back. Được bảo trợ bởi Bên Em Đang Có Ta đến đây xin được chấm dứt. Kính chúc quý vị một đêm an lành và hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình kế tiếp. Good night, everyone. Try say. Thank you. Good night. Cảm ơn San Jose. Những giây phút tuyệt vời trong đời là những giây phút Trúc Hồ được chơi đàn cho những người yêu nhạc. Xin hết cảm ơn tất cả mọi người. Love you San Jose. Thấy là có ba thế hệ, từ ông cho tới con cho tới cháu, cùng tới thưởng thức một đêm âm nhạc. Những bài nhạc mà đưa chúng ta về miền quá khứ, những kỷ niệm đẹp, những bài nhạc ca tụng về tình yêu. Đây là một đêm mà Trúc Hồ chơi nhạc mà Trúc Hồ rất là thích. Mấy chục năm rồi mới chơi guitar lại với ban nhạc. Chơi những bài nhạc mà thời còn nhỏ, năm mới mười mấy tuổi mình đã chơi rồi nhỏ, lớp nhạc ở của ông già, lớp nhạc chú Giang ở nhà. Những bài nhạc của Santana, những bài nhạc của Eagle. Thì ngày hôm nay khán giả San Jose thật là dễ thương. Có lẽ là những người tới đây ngày hôm nay là những người yêu nhạc, cho nên họ say sưa với 3 tiếng âm nhạc, với tất cả anh chị em ca nhạc sĩ và ban nhạc, và họ không muốn về, họ muốn nữa. Nhưng mà ban nhạc thì cũng đã mệt rồi, 25 bài là nhiều lắm cho một chương trình. Cho nên Hồ nghĩ là Hồ cảm ơn khán giả San Jose, Hồ cảm ơn tất cả các cô, các chú, các bác, các anh, các chị. Cảm ơn thiện nguyện viên, cảm ơn chú Tư Triều Thành đã cho mượn chỗ, cũng như là anh Chính và hội đoàn ở đây đã giúp gọi là sắp ghế và lo dọn bàn ghế. Đó là rất nhiều cái thiện nguyện viên ở đây mới làm được chuyện đó. Cho nên được một đêm thành công, chúng ta cần sự đóng góp của nhiều người. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hiện giờ cũng còn đứng đây đợi chụp hình với Trúc Hồ. Trúc Hồ thật sự là rất là cảm động. Bởi vì Trúc Hồ không ngờ là đã lâu lắm rồi không trở lại San Jose. Xin cảm ơn rất nhiều. Việt Khang mến chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Cái cảm giác của Việt Khang bây giờ là như là rất là hạnh phúc. Và cũng là hy vọng là như là cái chương trình này mang cái thông điệp là Stop the Hate, hát cho tình yêu, để kêu gọi mọi người chúng ta bỏ đi những cái sự khác biệt của mỗi một con người. Đương nhiên là chắc chắn là sẽ có những cái sự khác biệt, và chúng ta chấp nhận cái sự khác biệt, và chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn, thông cảm nhau, và chúng ta gọi là đoàn kết với nhau. Kính chào quý vị thính giả của đài SBTN. Chúng tôi Phương Nguyễn, đại diện thượng nghị sĩ từ bang California, ông DeCortesi. Hôm nay chúng tôi đến đây rất là bất ngờ. Tối Chủ nhật hàng ngàn đồng hương đã tụ tập về đây để cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ đã tổ chức một buổi nhạc rất là ý nghĩa. Nhạc sĩ Trúc Hồ luôn luôn lúc nào cũng là một người mang cộng đồng chúng ta lại với nhau cùng tiếng nói chung. Và hôm nay đêm Chủ nhật mà hơn hàng ngàn đồng hương tụ tập về đây để hưởng ứng một buổi ca nhạc rất là có ý nghĩa. Tôi là Nguyễn Hoàng, ở Hawaii qua đây tham dự cái chương trình. Thấy cái chương trình này như thế nào? Chương trình rất là đông người ở San Jose ủng hộ, và
Tôi rất là cảm phục cái tinh thần của người Việt đến đây tham dự và chia sẻ cái tinh thần về cái tình đồng loại, tình màu da sắc tộc mà mang lại cái tình yêu cho mọi người. Yeah, so I'm only special guest. They invite me Korean singer. They wanna sing soon. So amazing, you know, a lot of people. I didn't know about it, you know. So I wanted to be here next time. You know, I really want is Korean and Vietnamese together is collaboration. You know, I'm gonna make it. I'm gonna tell a true call. Okay. So see you next time. Tôi là biên đoàn nghị viên trong khu vực 7 thành phố San Jose, đại diện cho cộng đồng Việt Nam mình. Thì tôi rất là cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ đã tới đây tham gia và chơi nhạc cho cái tình thương và cái tình yêu của tất cả người Á Châu ở trong cái thành phố San Jose và trong đất nước Mỹ này. Dạ, mình tên là Tara Đặng, làm trong văn phòng của thị trưởng Matt Mehan. Chương trình của SBTN thực sự mà nói rất là đẳng cấp. Là lý do là tại sao? Là tự vì có một cái thông điệp rất là rõ ràng đến với cộng đồng của chúng ta, cũng giống như cộng đồng bạn, là mình phải ngừng đi những cái sự căm hận và phân biệt. My name is Shirley Leong. I'm from Hong Kong. I know about the Stop the Hate movement. Anh Trúc Hồ, he contacted me. He would like to invite me to sing two Chinese songs for the community, so together we can stop the fight, stop the violence. Cháu là Hoàng Minh, một hậu vệ của cộng đồng và hậu vệ của các hội đoàn quân đội tại miền Bắc California. Và mong cho cộng đồng chúng ta luôn đoàn kết và giữ vững niềm tin để luôn đoàn kết, xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Tôi tên là Trần Thu Hương. Tôi thấy là một chương trình rất là có ý nghĩa và được đông đảo đồng bào của San Jose, cư dân San Jose ủng hộ. Em tên là Brittany. Em thấy chương trình này rất là hay, rất là ý nghĩa. Em là Quốc ạ. Dạ, em thấy chương trình này rất là có ý nghĩa vì trong cái thời buổi loạn lạc này thì cái chương trình này có thể giúp mọi người bớt được những cái gây chia rẽ hận thù trong các cộng đồng. Cảnh sát Sergeant Tâm Trương xin chào quý vị khán giả của STPN. Đây là có Lieutenant Ken Trần và Officer General Nguyễn. Ba anh em là đại diện cộng đồng của San Jose bên cảnh sát tới đây để ủng hộ cộng đồng, mấy sự cộng đồng an toàn. Tụi em luôn luôn có cơ hội là sẽ giúp đỡ cộng đồng mình, dù chuyện lớn, chuyện nhỏ gì hết. Mà hôm nay cũng thấy đông vui lắm. Cái này là Stop the Hate event, thực sự không phải là ca nhạc không, mà để cho cộng đồng hợp lại để làm sao cho mình đoàn kết, để mình cộng đồng mình càng ngày càng mạnh. Tại vì cũng biết Việt Nam ở đây rất là đông. Em chào, em tên là Khanh Nguyễn, em từ Sacramento, California. Một chương trình rất là có ý nghĩa. Em hy vọng là nhạc sĩ Trúc Hồ sẽ cố gắng phát huy những chương trình trong tương lai. Tôi là Hoàng Thưởng, thuộc lực lượng sĩ quan Thủ Đức của Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì chúng ta phải xóa bớt đi những cái bất đồng và những cái hiềm khích với nhau trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại, và chúng ta bắt tay lại để chúng ta có thể làm được nhiều việc nữa cho cộng đồng nhau. Em là Tiến. Cái áo này đẹp quá, để giúp cho những người Việt ở Cali nè, Stop and Hate. Dạ, thưa chú Vũ Nhân, con tên là Queenie Ngô, là đại diện cho văn phòng của nghị viên biên đoàn. This is not just a regular concert where you enjoy music. This is a bridge. It's a program that bring the people who been discriminated against and the people who against discrimination that come together and form unity, create a sense of community. So this is a wonderful program. Stop the Hate, yeah. Chương trình này quá hay luôn. Yeah. Kính thưa quý vị, riêng đối với Dự Quyên, đây là một cái chương trình Stop the Hate, hát cho tình yêu lần thứ nhì được tổ chức. Trước đây là tại Garden Grove và lần này tại San Jose. Thì cái không khí lần thứ hai này nó sung hơn, nó có nhiều cái nhạc phẩm mang lại cho quý vị khán giả cũng như là cá nhân của chúng tôi nhớ về cái thập niên 80. Và các ca sĩ trình bày rất là hay, tuyệt vời. Ban nhạc thì chơi số 1 không chỗ nào chê được hết, thưa quý vị. Và khán giả tại San Jose cũng rất là dễ thương, đến từ đầu và ở cho tới phút cuối. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình kế tiếp của Stop the Hate. Cảm ơn quý vị. Vũ Nhân, chương trình trên đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose miền Bắc, tiểu bang California.